Thưa Bộ trưởng, ông cho biết trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc để xảy ra những cái sai phạm tại một số địa phương trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa rồi. Trước hết, trên phương diện quản lý ngành, tất cả những vấn đề xảy ra trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục Đào tạo thì Bộ phải xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời và kiên quyết xử lý những sai phạm tập thể cá nhân đúng theo quy chế. Thì trong cái trường hợp vừa rồi là đối với Hà Giang và Sula, khi phát hiện ra những dấu hiệu bất thường thì bản thân tôi đã cùng với lãnh đạo Bộ chỉ đạo ngay là kiểm tra và thành lập tổ công tác để giám sát, và đồng thời tôi cũng trao đổi với các cái cơ quan liên quan phối hợp để làm rõ, xác minh nghiêm, không phân biệt bất kỳ ai, và phải trực tiếp Bộ vào thì mới nhanh được, để giúp địa phương làm nhanh được. Mặc dù theo phân cấp là kỳ thi này của địa phương đứng ra để tổ chức, nhưng Bộ có trách nhiệm để kiểm soát. Thì khi xảy ra những cái sai phạm này thì lãnh đạo Bộ và cá nhân tôi là kiên quyết quan điểm để xử lý, và trong thực tế tổ công tác đã làm việc rất nghiêm túc và tìm ra được những sai phạm, và tôi chỉ đạo phải làm nghiêm. Một câu hỏi đặt ra là vì sao những cái sai phạm này có thể xảy ra? Có phải là quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa chặt chẽ hay không? Tôi nghĩ là quy trình là đầy đủ, là chặt chẽ. Tuy nhiên ý, quan trọng là lựa chọn con người và giám sát họ thực hiện cái quy trình này. Thì riêng đối với Hà Giang và Sula, một nhóm người có cái chủ ý để làm sai, có mục đích, chứ không phải đấy là một cái vấn đề kỹ thuật, mà đây là chủ ý. Cái thứ hai là khâu giám sát là chưa được nghiêm túc. Thì chúng tôi qua cái rà soát ban đầu thì rõ ràng thấy được là cái riêng khâu chấm thi là cái khâu về bảo mật, cái khâu về chọn con người, khâu về giám sát là phải làm thực sự là nghiêm túc. Và tới đây những người mà thuộc cái phạm vi của lĩnh vực về truy tố thì các bộ Công an sẽ xử lý. Còn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo mà thuộc phạm vi ngành thì tôi đề nghị địa phương kiên quyết là đưa ra khỏi ngành những cán bộ sai phạm. Họ không đủ tư cách trong cái làm nghề giáo viên để sai phạm như vậy. Có nhiều ý kiến cho rằng có lẽ đã đến lúc Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải cân nhắc lại việc giao khâu coi thi và chấm thi cho các địa phương. Bộ trưởng nghĩ như thế nào về điều này? Nếu như mà nhìn lại trước năm 2002 ấy, thì thi công nhận tốt nghiệp giao địa phương, các sở và đại học cao đẳng thì các trường. Thì có nhiều cái tốt nhưng mà có một cái bất cập rất lớn là đối với các trường đại học cao đẳng thì mỗi trường lại tổ chức một cái phát riêng và luyện thi rồi cái chất lượng rất khác nhau. Cái người học có thể một đợt thi mấy trường. Rồi đối với các sở thì tại thời điểm đấy mặc dù là kết quả cũng tốt nhưng mà cũng có điều này điều kia về giao cho địa phương. Thì sau năm 2002 đến trước năm 2015 ấy, thì kế thừa cái tốt của cái thi trước năm 2002 và tiến tới một cái kỳ thi ba chung, chung đề, chung địa điểm và chung kết quả, thì có rất nhiều cái tốt nhưng bộc lộ cái bất cập. Thứ nhất là trong một thời gian rất ngắn, khoảng hơn tháng, 4 kỳ thi: thi tốt nghiệp, thi đại học đợt 1, đợt 2, lại thi cao đẳng. Như vậy nó tạo ra áp lực rất lớn và tốn kém cho gia đình, rồi rất căng thẳng cho học sinh. Chính vì vậy là nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương rồi nghị quyết 44 của Chính phủ để chỉ đạo là nghiên cứu để đổi mới kỳ thi, tiến tới là một kỳ thi là hai mục đích: công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học cao đẳng. Thì từ năm 15, 16, 17 qua thực tiễn thì công tác đổi mới càng ngày càng hoàn thiện, gọn nhẹ hơn, giảm được áp lực hơn, rồi tiết kiệm hơn, rồi đối với thí sinh, gia đình cũng thấy hợp lý hơn và đông đảo người dân cũng ủng hộ. Đấy là cái điểm rất tốt. Tuy nhiên thì cái sự việc xảy ra sai phạm ở một số địa phương như Hà Giang và Sơn La vừa qua thì Bộ sẽ rà soát nghiêm túc các cái khâu, trong đó đặc biệt là những khâu về chấm thi để đảm bảo an toàn, khách quan, trung thực để cái kỳ thi sau được tốt hơn.